Vâng, xin chào các bạn. Vâng, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách đào zoom của Oppo. Và zoom này sẽ update qua Recoli của máy Oppo. Khi các bạn nhận được máy, các bạn sẽ up qua được. Đây là trang web. Mình sẽ đưa trang web xuống phía dưới để cho các bạn tiện vào và tải về luôn. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách file của F1S A1601 mới nhất. Và đây nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái bảng như thế này, và bên này là các thông số. Các bạn trước khi các bạn tải, các bạn phải xem các thông số của máy sao cho hợp lý nhất và đúng nhất. Khi các bạn đây là máy có dung lượng, đây là file zoom có dung lượng 1GB. Và cách tải xuống các bạn ấn vào tải đây. Ok. Thì file bắt đầu tải xuống cho các bạn. Mình thì không cần nên mình đã tải xuống rồi. Sau các bạn sẽ tải xong. Đây, khi về các bạn nhớ để ra một cái ổ ở đây. Xong để khi các bạn copy vào chiếc điện thoại của các bạn. Các bạn copy vào thẻ nhớ nhé. Mình tắt lại. Ở đây mình sẽ bật cách làm về Recoli chiếc điện thoại. Mình đã ghi hình lại. Các bạn sẽ làm. Tắt chiếc điện thoại đi. Và một tay bấm nút volume xuống và một tay bấm nút nguồn. Một tay bấm nút volume xuống và một tay bấm nút nguồn. Các bạn làm sao các động tác của mình nhé. Đây là cách bước vào Recoli. Tay bấm nguồn, tay bấm vào volume xuống. Khi hiện lên Recoli thì các bạn bấm phím nào là có các thể tự nhiên nào và sẽ vào chế độ Recoli như vậy. Và các bạn ấn vào Ignite. Khi các bạn ấn xong thì các bạn vào quay ta, ấn vào quay, quay trước xong rồi là ấn nút Insert. Các bạn khi kích vào thì các bạn ấn OK. Khi mình đến bước đấy mình đã